Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Tiệm cũng đang có chiếc Bruno đời năm 2008 ạ. Mini Vero 16 Road ạ. 1 x 8 size 48 ạ. Chiều cao phù hợp từ 1m55 đến 1m75 cm. Em xin báo giá xe ship về Việt Nam của mình, giá là 19.500.000 ạ. Dạ, rồi bắt đầu em xin đi vào quay từng chi tiết. Xin kính mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng kiểm tra những vết trầy trên xe ạ. Bruno là thương hiệu của Thụy Sĩ ạ. Khung sườn chỗ này cũng có trầy ạ. Và trên này cũng có trầy. Chỗ này cũng có trầy. Khung sườn cũng có dán cờ Thụy Sĩ ạ. Màu nước sơn thấy còn đẹp lắm. Giò đạp chỗ này cũng có chày nhẹ. Một dĩa 8 líp ạ. Lớp và niền còn rất tốt ạ. Bánh 16 ạ. Ghi đông dây quấn thế bọc được kỹ càng lắm, trông còn rất là mới luôn. Thắng chữ V nhìn rất đẹp.
thay ghi đông còn tốt quá. Nhìn dáng xe trông rất là độc lạ. Ngay chỗ này có chạy. Thay xe vẫn còn tốt lắm. Dán xe mini Vero 16 Rock trong kiểu xe rất là độc lạ. Bánh 16 nhỏ xíu nhìn thấy rất là dễ thương. Dạ, video chia sẻ đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ em qua Zalo. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.